Chương trình tối hôm nay gồm có: Andrei Yosov cảnh báo Nga phá hoại xã hội Ukraine. UAV cảm tử tấn công nhà máy lọc dầu ở Kaluga của Nga. Tổng thống Czech: Nga là kẻ xâm lược, còn Đức lại bảo vệ hòa bình. Victor Orbán gọi Trung Quốc là trụ cột của trật tự thế giới. Ông Trump cáo buộc tổng thống Biden đứng về phe Hamas. UAV Trung Quốc vào không phận Nhật Bản chụp ảnh chiến hạm. Canada tôn vinh ngày Pháp Luân Đại Pháp. Trung Quốc đại lục quyết thay máu dân Hồng Kông. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ sáu ngày mùng 10 tháng 5. Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối bình an và hạnh phúc. Ngay sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây tình báo Ukraine đã tiết lộ mức độ thiệt hại do tàu đa năng điều khiển từ xa Magura V5 của Ukraine tấn công vào các tàu của hạm đội Biển Đen. Đại diện báo chí của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Andrei Yosov, đã chia sẻ trên sóng truyền hình quốc gia cho biết, bí mật của tàu đa năng điều khiển từ xa Magura V5 của Ukraine nằm ở kỹ năng của các nhà sản xuất họ có thể tạo ra một phương tiện độc đáo để tiêu diệt hạm đội đối phương và không chỉ hạm đội mà còn cả vũ khí và nhân sự trên tàu tại thời điểm tấn công, kết hợp với kỹ năng của những người điều hành và các chuyên gia của tình báo quốc phòng Ukraine, đặc biệt là đơn vị đặc biệt nhóm 13 của tình báo quốc phòng Ukraine. Ông Yusof nói thêm, Theo ông, tàu đa năng điều khiển từ xa Magura V5 là vũ khí đáng gờm, và có lẽ là vũ khí hiệu quả nhất để chống lại hạm đội biển đen trong cuộc xâm lược toàn diện. Ông Yosov nói thêm rằng tính đến hôm nay, hạm đội biển đen của kẻ xâm lược đã thiệt hại hơn 500 triệu đô la Mỹ do hoạt động của các đơn vị tình báo quốc phòng Ukraine đã sử dụng tàu đa năng điều khiển từ xa Magura V5. Quay trở lại tình hình chiến sự và xã hội tại Ukraine, trang tin dialog.ua đã dẫn lời ông Andrei Yosov cho biết, hiện nay tình trạng bất ổn hàng loạt có thể xảy ra tại Ukraine. Tổng cục tình báo của Ukraine cũng đã kêu gọi duy trì sự đoàn kết trước sự gia tăng các hành động tâm lý thù địch từ quốc gia xâm lược Liên bang Nga. Khi tình hình ở tiền tuyến trở nên tồi tệ hơn, Nga cũng tăng cường nỗ lực nhằm phá hoại sự ổn định và đoàn kết của xã hội Ukraine. Báo cáo của Cục Tình báo GUA do đại diện Andrei Yosov tuyên bố cần phải đặc biệt chú ý đến các sự kiện đông người có thể được sử dụng để thực hiện các hành động khiêu khích. Các cuộc tấn công của Nga không chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự mà còn nhằm vào các mục tiêu dân sự bao gồm các cơ sở y tế, trung tâm giao thông và những nơi đông người, các hoạt động tuyên truyền của Nga kích động bất hòa trong dân chúng bằng các khẩu hiệu chính trị đề cập đến các vấn đề thời sự khiến cho nhiều vấn đề nảy sinh. Ông Andrei Yosov nhấn mạnh: "Trong thời điểm khó khăn này, điều quan trọng là duy trì sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau." người Nga khéo léo thao túng cảm xúc, trộn lẫn sự thật cùng với sự giả dối, cho dù các chuyên gia an ninh thông tin của Ukraine đang nỗ lực hết sức để bảo đảm bảo vệ không gian thông tin quốc gia, nhưng sự cảnh giác và tâm thế tích cực của mỗi người Ukraine sẽ đều là rất cần thiết. Thưa quý vị, vào đêm mùng 10 tháng 5, tiếp tục các UAV cảm tử của Ukraine lại tấn công vào nhà máy lọc dầu First Plan nằm ở thành phố Kaluga của Nga. Đây không phải là cuộc tấn công bằng UAV đầu tiên nhắm vào doanh nghiệp này. Trước đó vào ngày 15 tháng 3, các UAV cảm tử cũng đã từng gây ra thiệt hại tại cơ sở này. Người dân tại Kaluga đã thừa nhận, trước khi xảy ra những tiếng nổ, họ đã nghe thấy tiếng ầm ầm trên bầu trời, âm thanh đặc trưng của động cơ UAV tấn công đang hoạt động. Các trang tin địa phương tuyên bố đã có thể nghe những tiếng nổ rất mạnh ở quận Yerzinski, nơi nhà máy được xây dựng. Nhiều video đã xuất hiện trên internet, trong đó có thể thấy một đám cháy dữ dội bùng lên trên lãnh thổ của nhà máy lọc dầu. Chính quyền địa phương hiện vẫn chưa bình luận về tình hình. Nhà máy lọc dầu First Blend là một trong những cơ sở quan trọng của Liên bang Nga trong các cơ sở hạ tầng lọc dầu, từ Kaluga, nhiên liệu không chỉ được cung cấp khắp khu vực mà còn đến các địa khu xung quanh. Nhà máy tại đây có trang thiết bị hiện đại nên nhiên liệu có thể được vận chuyển và lưu trữ nhanh chóng. Trước đó, vào đêm ngày 9 tháng 5, 7 UAV cảm tử cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu khác ở gần Anapa thuộc lãnh thổ Krasnodar. Hiện nay, UAV của Ukraine đã bay hơn 1.500 km để tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga sâu trong hậu phương, trong đó gần đây nhất là cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu lớn thứ 10 của Liên bang Nga ở Baskotostan. Thưa quý vị, Tổng thống Cộng hòa Czech, ông Peter Pavel cho rằng, thật là nghịch lý khi Nga, nước chiến đấu chống chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến thứ hai, giờ lại trở thành kẻ xâm lược, trong khi Đức giờ đây trở thành quốc gia đang bảo vệ hòa bình. Ông nói trong lễ kỷ niệm ở thủ đô Prague vào ngày 9 tháng 5 như sau. Liên Xô là một phần không thể thiếu của Liên minh đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít xâm lược. Nhưng giờ đây chính Nga lại trở thành kẻ xâm lược và phát động chiến tranh trên lục địa châu Âu và đây là một nghịch lý của lịch sử. Đồng thời ông nhấn mạnh Đức Quốc xã từng bị đánh bại cách đây 79 năm, sau khi suy ngẫm sâu sắc đã trở thành một quốc gia dân chủ, duy trì hòa bình và ổn định ở châu Âu cũng như bên ngoài lục địa. Trong Thế chiến thứ hai, hàng chục triệu sinh mạng dân thường đã bị hủy diệt do hệ tư tưởng lệch lạc về tính ưu việt của dân tộc Đức. Theo ông, nhờ có những người tích cực chống lại cái ác mà thế hệ tương lai mới có được cuộc sống bình yên. Ông nói thêm, bản thân tự hào vì Cộng hòa Czech hiện đang giúp đỡ mạnh mẽ cho Ukraine, quốc gia bị Nga xâm lược. Ông cũng tán thành việc tăng cường đầu tư vào quốc phòng và an ninh của chính Cộng hòa Czech và nói rằng, điều quan trọng là phải xem những khoản chi tiêu này, dù nhỏ đến đâu, vẫn là một khoản đầu tư cho sự an toàn của chúng ta và con cái của chúng ta. Thưa quý vị, Thủ tướng của Hungary, ông Viktor Orbán mới đây khi ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đã tuyên bố Trung Quốc là một trong những trụ cột của trật tự thế giới đa cực trong thế kỷ 20 và 21 và là quốc gia có vai trò thống trị trong các tiến trình kinh tế và chính trị toàn cầu. Việc chính trị gia Hungary bày tỏ sự tăng bốc trước mặt ông Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã được ấn phẩm Hirado công bố. Ông Orbán cũng nói với chủ tịch tập rằng toàn bộ châu Âu ngày nay đang đứng về phía chiến tranh, ngoại trừ duy nhất Hungary kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình. Thủ tướng của Hungary cho biết thêm, "Vì vậy chúng tôi ủng hộ sáng kiến hòa bình của Trung Quốc do ông tập đưa ra, cuộc chiến này không có giải pháp trên chiến trường." Trước đó, ông Orbán nói rằng liên minh châu Âu hiện đã hoàn toàn khác so với 20 năm trước. Theo ông, EU đang khủng hoảng kinh tế do các nhà lãnh đạo của châu Âu đã lôi kéo lục địa và chiến tranh bằng cách giúp Ukraine đẩy lùi sự xâm lược của Nga. Trong chuyến công du châu Âu, Chủ tịch Tập còn đến thăm Serbia và Hungary, những nước có các nhà lãnh đạo được coi là thân Nga nhất ở châu Âu. Bằng việc đi thăm các vệ tinh của Nga và tuyên bố NATO là một trong những thủ phạm trong cuộc khủng hoảng Ukraine, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rõ ông nghĩ gì về vấn đề này. Ngay sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi thưa quý vị cựu tổng thống Trump cáo buộc ông Biden đứng về phía Hamas khi đe dọa ngừng cấp vũ khí cho Israel đồng thời gọi lập trường này là đáng hổ thẹn Joe gian dối đang đứng về phía Hamas giống như ông ấy chọn đứng về phía những người cực đoan đang chiếm giữ các trường đại học của chúng ta Cựu tổng thống Donald Trump đăng bài trên mạng xã hội riêng True Social vào ngày 9 tháng 5 đề cập đến làn sóng biểu tình phản đối xung đột ở Gaza lan rộng khắp các đại học ở Hoa Kỳ. Trước đó, ông Biden cũng đã cảnh báo dừng cung cấp vũ khí cho Israel nếu nước này tiếp tục chiến dịch quy mô lớn vào Rafah, thành phố miền nam Gaza có hơn 1 triệu dân thường Palestine đang trú ẩn. Phát biểu với phóng viên bên ngoài phòng xử án ở New York, ông Trump chỉ trích những gì ông Biden đang làm đối với Israel là điều đáng hổ thẹn. Ông ấy hoàn toàn bỏ rơi Israel và không ai có thể tin được điều đó, ông Trump nói. Nhiều thành viên cấp cao Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích quyết định của Tổng thống Biden. Ông Biden không thể khẳng định sự ủng hộ dành cho Israel vững bền trong khi từ chối cung cấp những vũ khí mà nước này cần để tự vệ. Mitch McConnell, lãnh đạo phe thiểu số thượng viện, nói trên mạng xã hội X đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ phe cánh tả trong đảng Dân Chủ nhằm hạn chế chuyện vũ khí cho Israel. Ông Biden tuần trước dừng lô hàng 1.800 quả bom nặng gần 1 tấn và 1.500 quả bom loại nhỏ hơn dự kiến chuyển cho Tel Aviv. Thưa quý vị, vào ngày 26 tháng 3, video dài 19 giây được tung ra trên trang web video Bilibili của Trung Quốc đã gây chấn động quần đảo Nhật Bản. Đó là một video do UAV trinh sát chụp chiến hạm khu trục lớn JS Izumo neo đậu tại căn cứ Yokosuka của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, tỉnh Kanagawa. Bộ trưởng Quốc phòng Minoru Kihara đã có kế hoạch giải thích chi tiết về vấn đề này vào ngày 10 tháng 5. Nếu chiến hạm lớn nhất của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản bị UAV trinh sát Trung Quốc chụp ảnh ở cửa ly gần mà không ai biết, thì đây là một lỗ hổng lớn trong an ninh của Nhật Bản, gây ra mối lo ngại rộng rãi tại quốc gia này về mặt pháp lý và nguyên tắc uav đều bị cấm tại các khu vực quân sự quan trọng như căn cứ yokosuka video lan truyền trên mạng đã gây ra lo ngại về tình hình an ninh của nhật bản bộ trưởng quốc phòng nhật bản minoru kihara cho biết video trên được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và vấn đề ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn ông cũng cho biết nhật bản đang phân tích bao gồm cả khả năng video được dựng lên với mục đích xấu tuy nhiên kết quả điều tra của bộ quốc phòng cho thấy rất có thể video này là thật theo quý vị, Seoul cho biết, hàng trăm học viên Pháp Luân Công từ miền đông Canada đã tập trung trước đội quốc hội ở thủ đô để kỷ niệm 32 năm môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng. Mười thành viên quốc hội và luật sư nhân quyền nổi tiếng David Matas đã trực tiếp phát biểu. Ngoài ra, năm thành phố bao gồm Paris, Ontario đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời năm thị trưởng đã đích thân chủ trì lễ thượng cờ Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, vào ngày 8 tháng 5, đoàn nhạc Tien miền đông Canada, đã diễu hành ở trung tâm thành phố Ottawa. Vào hôm thứ Tư, Judy Scroll, đồng chủ tịch của những người bạn của Pháp Luân Công tại Quốc hội, đã đích thân tham dự buổi meeting. Thay mặt Thủ tướng Trudeau và nhóm đảng tự do, bà đã gửi lời chúc chân thành đến các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, thị trưởng Ottawa Mark Sutcliffe thay mặt hội đồng thành phố tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày Pháp lương đại Pháp ở Ottawa. Tuy nhiên, môn tu luyện theo chân thiện nhẫn này tại Trung Quốc hiện vẫn đang bị đàn áp. Mặc dù cuộc bức hại này đã diễn ra từ năm 1999, nhưng kể từ năm 2019, các quan chức cao cấp Trung Quốc đã đề cập đến việc đàn áp Pháp Luân Công một cách công khai. Số liệu thống kê chưa đầy đủ từ trang web minghui.org cho thấy số học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến tử vong trong 3 năm qua ở Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Thưa quý vị, kể từ khi thực thi luật an ninh quốc gia Hồng Kông vào năm 2020, Hồng Kông đã chứng kiến một làn sóng nhập cư từ đại lục, đồng thời song song với tình trạng chảy máu chất xám lớn. Chính phủ Hồng Kông sau đó đã phát động chương trình Thẻ Tài Năng Cao vào năm 2022 để thu hút nhân tài. Cho đến nay đã có hơn 110.000 người đến Hồng Kông thông qua chương trình này. Một số nhà phân tích cho rằng đây là kế hoạch của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm thay đổi dòng máu Hồng Kông và thay thế những người Hồng Kông bất tuân bằng những người đại lục ngoan ngoãn. Số liệu chính thức từ Hồng Kông cho thấy, kể từ năm 2019, Hồng Kông đã mất gần 68.000 học sinh tiểu học và trung học trong 4 năm. Từ đó ước tính hơn 60.000 gia đình và hàng trăm nghìn người có thể đã rời bỏ Hồng Kông. Người dân Hồng Kông chưa bị Đảng Cộng sản kiểm soát và họ có khả năng suy nghĩ độc lập. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ban hành dự luật dẫn độ, người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi người dân Hồng Kông là những kẻ phản cách mạng và mục tiêu của Trung Quốc là không thể để Hồng Kông trở thành căn cứ phản cách mạng. Tuy nhiên, cùng thời gian đó, chính phủ Hồng Kông đã tích cực triển khai kế hoạch chương trình cấp thẻ nhân tài cao cấp. Trung Quốc tin rằng có rất nhiều nhân tài ở đại lục có thể thay thế những người Hồng Kông đã mất, nên đã thúc đẩy mạnh mẽ chương trình nhân tài để thay thế người Hồng Kông. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 Giây Tinh Hoa đến đây đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sáng mai.